Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong clip này thì mình xin giới thiệu với quý vị các bạn cái nghiên cứu tiếp theo của mình về sử dụng thấu kính Fresnel để đun sôi nước. Các bạn đang thấy là hiện nay đang nước đang sôi các bạn. Ở đây là tôi sử dụng một cái lon nước yến. Thì cái lon nước yến này thì đã uống rồi, sau đó tôi quét đen bên ngoài và đưa nước vào bên trong thì bạn thấy đang sôi các bạn. Đó. Và cái thấu kính Fresnel của mình là hiện nay là một loại thấu kính nó lớn hơn. Cái chiều kích thước đó là 520 nhân 520, là một cái thấu kính hình vuông và cho nó có khả năng tập trung năng lượng rất là lớn. Thì mình sử dụng cái này để mà đun sôi nước, và khi ta đun sôi nước như vậy ta có thể chưng cất nước để tạo nước ngọt từ nước mặn. Tôi thấy là cái độ sôi rất là lớn các bạn, khá là lớn. Tôi nghĩ là với độ sôi như vậy thì đã ổn định rồi đó, có thể là chân nước được rồi đó các bạn. Như vậy thì có thể là bùng lên được, sẽ bùng rồi đó. Bây giờ chúng ta có thể chế lại thêm một cái đường ống để mà dẫn ra thôi và cho nước nó ngưng tụ các bạn. Thì ở đây bên ngoài tôi quét một cái miếng lớp sơn màu đen, sơn đen để nhằm hấp thụ ánh sáng năng lượng mặt trời, tránh tình trạng nó bị phản chiếu ra. Thì clip này là để minh họa cho loại thấu kính Fresnel. Thấu kính này lớn hơn thấu kính cũ. Clip trước thì mình có làm một thấu kính nhỏ hơn. Thì thấu kính nhỏ hơn thì thấy chưa đạt. Thấu kính lớn này thì thấy đạt đó các bạn. Những clip kế tiếp á thì mình sẽ chắc là sẽ chế mình ngưng tụ hơi nước luôn để mà chúng ta sẽ phục vụ cái việc tạo nước ngọt từ nước mặn. Tôi nghĩ là như vậy là có khả năng thành công rồi các bạn ạ. Clip này sẽ tạm dừng ở đây. Xin hẹn gặp lại quý các bạn ở những clip kế tiếp. Xin cảm ơn quý các bạn rất là nhiều.